Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay bắt đầu diễn ra cái vòng quay của Hai Cộng Luala, hạt nhân của team ma, và Son Galeo, hạt nhân của team thép. Bữa trước thì mình đã có cái phân tích về Hai Cộng đợt này rồi. Nói chung là với server cũ bây giờ, cả Hai Cộng này nên đi cùng với cả team của nó cơ. Và tối thiểu nếu bây giờ muốn sử dụng cũng phải từ 8 sao đổ lên. Còn đâu nếu các bạn chơi ở trong server mới thì bộ đôi này nó đi cùng với nhau, hỗ trợ lẫn nhau cũng rất là ok. Nhưng mà vẫn phải định hướng xem là bạn sẽ tiếp tục có sử dụng team thép hay là có sử dụng team ma của Luala hay không. Bởi vì đi cùng với đúng team thì nó cũng sẽ ổn hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ ngồi phân tích lại. Lần trước là có rồi đấy, nhưng bây giờ lại về cái những cái gợi ý về tính cách bảo vật chip đá bùa phù hợp dành cho hai cộng này. Chúng ta sẽ cùng đến với cả S cộng phụ ở trong sự kiện vòng quay này trước. Đó chính là Son Galeo. Ở đây mình sẽ nói về tính cách của nó. Có lẽ là hơi dài đây. Tính cách của nó thì mình sẽ ưu tiên nhất đó là về cộng công vật lý. Cộng công vật lý này nó sẽ ảnh hưởng đến những cái gì? Thứ nhất là nó đánh trả dựa theo cái công vật lý của nó. Thì công vật lý của nó càng cao thì đánh trả nó cũng sẽ đau hơn. Cái tiếp theo là ở trong cái phần tuyệt kỹ của nó, khi nó ra đòn tuyệt kỹ thì nó sẽ tiến vào trạng thái mặt trời mọc trong vòng 2 lượt này. Và lúc này thì song thủ của nó sẽ bằng với cả song công. Tức nghĩa là bây giờ bạn đang có công vật lý là 533.000 thì thủ vật lý cũng sẽ tương tự như vậy luôn. Và công đặc biệt là 493 thì thủ đặc biệt cũng là 493. Nó sẽ giúp cho Son Galeo có cái khả năng phòng ngự tốt hơn. Bởi vì tiến vào trạng thái mặt trời mọc như vậy rồi thì thủ vật lý của bên bạn Son Galeo nó sẽ cao hơn địch. Mà khi thủ vật lý của Son Galeo cao hơn địch như vậy rồi thì nó sẽ gây thêm một lượng sát thương phụ dựa theo đó là song thủ của Son Galeo. Vậy nên là các bạn thấy tiến vào trạng thái mặt trời mọc, cái sát thương của Son Galeo gây ra nó cũng sẽ rất là cao. Và kèm theo nữa, thủ vật lý của Son Galeo mà thấp hơn địch thì sát thương nhận vào cũng sẽ giảm đi 20%. Và ở trong trạng thái mặt trời mọc nó đã xịn như vậy rồi thì chúng ta sẽ ưu tiên nó cộng công vật lý nhiều hơn. Và kèm theo nữa là ở 8 sao, ở trạng thái bất khuất của nó là nó sẽ tiến vào trạng thái mặt trời mọc trong vòng 2 lượt. Và lúc này địch nào mà có cái công vật lý mà thấp hơn thủ vật lý của Son Galeo đánh vào chỉ mất 1 máu thôi. Các bạn để ý đây, nhìn đây, thủ vật lý của nó là chỉ có 150.000. Tại sao là trong những trận đấu khi tiến vào trạng thái bất khuất như vậy thì Son Galeo chỉ mất đúng 1 máu thôi? Bởi vì lúc này thủ vật lý của nó bằng luôn cái công vật lý rồi, đó là 533. Nhiều bạn sẽ thấy đó là cái công vật lý với cả thủ vật lý nó khác biệt nhau cực kỳ là nhiều này. Và cái trạng thái bất khuất đó chính là dựa theo cái công vật lý rồi. Bạn nuôi công vật lý của Son Galeo càng cao thì cái khả năng mà nhận được một cái sát thương mất có 1 máu thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Còn nếu không, bạn không nâng cao cái công vật lý như vậy thì địch đánh vào Son Galeo vẫn kiểu mà trừ máu bình thường thôi. Vậy nên là ưu tiên với Son Galeo chắc nhất là cái công vật lý này này. Còn còn tiếp theo nữa, nếu các bạn lên được 11 sao thì 11 sao của nó cũng sẽ đánh dựa theo đó là song thủ của nó đánh lên toàn bộ địch. Và song thủ này bây giờ ở trạng thái mặt trời mọc thì dựa theo song công rồi. Vậy nên là các bạn cũng không nên trừ công đặc biệt của Son Galeo đâu. Mà nếu mà trừ thì mình nghĩ là trừ tốt nhất đó trừ thủ đặc biệt. Còn nếu bạn nào mà không có những cái tính cách đẹp như cộng công vật lý thì thôi, các bạn có thể cộng thủ vật lý hoặc tốc độ là được. Tiếp theo đến với đá bùa. Với đá bùa của nó thì các bạn có thể build theo hướng tấn công. Ví dụ như thế này chẳng hạn này, đó là cái đá bùa cú đấm và kèm theo đó là đá bùa sát thương. Với Son Galeo này nó một con phòng thủ thôi, nhưng mà nó có đánh khả năng đánh trả rất là tốt và nó cũng không có quá nhiều cái tỷ lệ bạo kích. Thì muốn tăng cường thêm sát thương thì các bạn có thể sử dụng đó là cái cú đấm là một này, để tăng thêm cái công vật lý và thủ vật lý của nó cao hơn. Tiếp theo là sát thương. Ở đây có hai cái sát thương này là cộng thêm tận 16% rồi này. Nếu bạn cũng không có sát thương 6 cái như này chẳng hạn, ở đây mình lắp bừa mà, thì các bạn có thể sử dụng đó là tỏa sáng. Với tỏa sáng này thì nó sẽ giúp cho những đòn đánh trả Son Galeo cũng sẽ kèm theo là cái hút máu nữa, coi như là một khả năng hồi máu. Vậy nên là với Son Galeo này, đá bùa của nó các bạn có thể ưu tiên theo hướng phòng tấn công thì nhiều lúc nó cũng sẽ ổn hơn. Cú đấm là 1, khiếu chiến là 2 và tỏa sáng là 3 nếu bạn theo hướng tấn công. Còn nếu mà theo hướng phòng thủ thì chúng ta sẽ có đó là lá chắn với cả kinh công. Tiếp theo đến với chip của Son Galeo, các bạn có thể sử dụng theo hướng tấn công. Tấn công thì chúng ta sẽ có chip sói này, chip ếch này, máu càng ít sát thương gây ra càng cao này. Còn nếu bạn mà muốn build theo hướng phòng thủ thì chúng ta cũng sẽ có hai loại xịn thôi. Thứ nhất đó là tấm khiên nắm tay, thứ hai đó là linh hồn rắn. Hai loại các bạn có thể sử dụng, nhưng mà với Son Galeo nếu các bạn nuôi mà bình thường ấy thì có thể sử dụng theo hướng phòng thủ. Còn đâu nếu mà nuôi mạnh rồi 11 sao chẳng hạn thì đi theo hướng tấn công nó cũng sẽ rất là có lợi. Bởi vì trong team của bạn, bạn đã nuôi Son Galeo mạnh nó cũng sẽ là một con gánh team, thì theo hướng tấn công nó cũng sẽ có lúc ổn hơn. Ngày trước mình toàn build theo hướng tấn công thôi. Còn về bảo vật thì thôi, bảo vật tím mình chắc là cũng sẽ cho qua dần dần. Bởi vì là nhiều Pokemon bây giờ cứ quả táo còn sót lại như này là một món đồ có lẽ là xịn nhất rồi. Đấy là bảo vật tím, áo kim loại cũng được này,
hoặc là đâu những món đồ để tăng cường thêm cái hệ của nó là hệ siêu với cả hệ thép, thì bạn có thể sử dụng khăn lụa hoặc là cái đá cứng này cũng được này. Còn chúng ta sẽ đến với bảo vật vàng. Bảo vật vàng bây giờ chúng ta sẽ có đó là những món bảo vật vàng miễn phí, thì có nhiều người sẽ sử dụng đó là khiên bất tử để giúp cho tăng cường sinh tồn dành cho Song Galeo. Còn hồi đó thì mình hay sử dụng đó là vòng tay khổng lồ hơn, bởi vì kết hợp với cả Magena ấy, nuôi mạnh ấy, thì Magena nó sẽ giúp cho Song Galeo đi thêm một lần nữa. Và với việc đi thêm lần nữa như vậy, vòng tay khổng lồ nó cũng sẽ làm cho Song Galeo được nộ sớm hơn ở trong lượt 1. Và bạn có thể đặt hiệu ứng khiêu khích lên địch và tiến vào trạng thái mặt trời mọc thì Song Galeo nó cũng sẽ trâu hơn. Với vòng tay khổng lồ tăng thêm song công cũng là một cái ổn dành cho Song Galeo này. Cái thứ hai đó khiến bất tử này, muốn theo hướng phòng thủ. Còn đâu có bạn sẽ sử dụng vuốt bốc lửa, nhưng mà mình sẽ ưu tiên nhiều hơn đó là vòng tay khổng lồ. Đó là ba món các bạn có thể sử dụng dành cho Song Galeo. Thực ra sử dụng đồ cho Song Galeo cũng nhiều cái ổn phết đấy. Rồi lại như là nó cũng dễ thích nghi với nhiều bảo vật này. Còn đâu bảo vật riêng của nó đó chính là sáo mặt trời rồi này. Cái này thì còn có thể giúp cho Song Galeo trong vòng 3 lượt đầu khi bị đánh là sẽ đánh trả luôn, và kèm theo tạo khiên nữa. Vậy nên là một món đồ này giúp cho Song Galeo đánh trả những lúc nguy hiểm lắm. Còn chúng ta vừa có thêm đó ba cái món bảo vật, đó là chuông nhanh, chuông bạc, chuông cứng cáp với cả chuông trói buộc này. Thì bạn có thể sử dụng chuông cứng cáp được để tăng cường thêm cái khả năng phòng ngự của Song Galeo. Ngoài ra thì còn cái chuông trói buộc này nữa, nó luôn luôn tăng thêm tốc độ này, tăng thêm cái song công với cả song thủ, nhiều lúc cũng sẽ rất là ổn. Còn với món bảo vật mà có tự nhiên phải nạp mới có ấy, thì nếu bạn muốn tăng cường thêm tấn công thì chúng ta cũng sẽ có vòng cổ bí ẩn hoặc là cái mặt nạ giáo sư dành cho hệ thép. Còn đâu có thể có những món khác đấy, nhưng mà mình thấy là ưu tiên những cái món mà nó thông dụng thôi, sử dụng được nhiều cho Pokemon. Chúng ta sẽ đến cùng với cả người bạn của nó ở đợt này, sự kiện vòng quay S cộng chính đây, Luala. Với Luala này thì mình sẽ ưu tiên nhiều nhất của nó đó là về tốc độ. Tốc độ để nó có thể đi trước và tạo ra khống chế hay là solo nó đều ổn hơn so với việc đó là tốc độ nó kém này. Mặc dù là chỉ số tốc độ của nó ở trong cái cơ bản ấy, thì nó cũng không phải là quá cao, nhưng mà cứ ưu tiên về tốc độ là ok hơn. Còn đâu nếu bạn không có tốc độ thì bạn sẽ ưu tiên đó là cộng công đặc biệt và trừ đi một cái mà nó không hề xài một cái gì cả, đó là công vật lý. Nhưng mà nếu mà trừ đi công vật lý mà bạn đang sử dụng với cả Masadao chẳng hạn, Masadao nó cũng sẽ hấp thụ một lượng ít về công vật lý của Luala, thì thôi các bạn có thể không cần trừ công vật lý, thì các bạn có thể trừ thủ vật lý hoặc trừ thủ đặc biệt cũng được. Tính cách của Luala nó cũng đơn giản hơn với Song Galeo nhiều. Song Galeo mình phân tích nó cũng lâu hơn so với Luala. Luala tiếp theo là đá bùa. Đá bùa của nó, cái này mình lắp bừa nhé. Một cái khá là quan trọng này, đó chính là cái tăng máu lá chắn. Bởi vì Luala này nó gây ra sát thương thực rất là nhiều đến từ cái máu gốc của nó, đó là những đòn đánh trang giật. Và càng lúc lượt càng nhiều, trang giật càng nhiều thì nó cũng sẽ tăng cường sát thương của ánh trăng nhiều hơn. Vậy nên máu nó càng nhiều thì bạn có thể sử dụng lá chắn là một. Cái tiếp theo nữa, bạn muốn tăng cường thêm tấn công thì có thể sử dụng cú đấm. Nhưng mà không sử dụng cú đấm cũng được. Thì ngoài cái lá chắn là một, chúng ta có thể sử dụng theo hướng kinh công. Và cái tiếp theo nữa đó là hướng hiếu chiến. Đó là ba cái món bạn có thể sử dụng này. Cú đấm, hiếu chiến, lá chắn với cả kinh công. Những món bạn có thể sử dụng dành cho Luala. Tiếp đến là chip dành cho Luala, đoạn này mình lắp bừa đấy. Các bạn đừng để ý, bởi vì là lúc này mình đã nâng lại Luala đâu. Những chip khác thì nhiều con Pokemon sử dụng rồi. Thế nên là với Luala này thì chúng ta sẽ ưu tiên. Ngày trước mình build Luala theo hướng tấn công, vậy nên là mình sử dụng cái chip sói dành cho Luala để sát thương nó gây ra nó cũng sẽ cao hơn. Còn đâu nếu bạn mà muốn build theo hướng phòng thủ nhiều thì bạn có thể sử dụng đó là linh hồn rắn cũng được này, hoặc là cái tấm khiên nắm tay. Còn bạn muốn đi theo hướng khống chế thì chúng ta sẽ có đó là nỗi sợ, một trong những cái ổn để có thể giảm được đó đánh ba địch nhá. Thì một ba địch này, nếu bạn lên được 11 sao thì ba địch thì phải, hay là Gen Z mua 6 ấy, mình quên béng đi mất, thì thường thường nó sẽ đánh hai địch. Vậy nên là với đòn nỗi sợ này thì có khả năng giảm luôn nội hai địch đó luôn. Còn đấu tấn công thì chúng ta sẽ có sáu liên độc, máu ít thì chúng ta sẽ có ếch gai. Nhưng mà thôi, ưu tiên đây 1, 2, 3 và 4. Bạn thích theo hướng khống chế, phòng thủ hay tấn công, đó là tùy theo bạn sử dụng. Còn đâu thì mình ngày trước mình sử dụng sói liên độc ấy. Tiếp theo đến vấn đề bảo vật. Về bảo vật của nó, với bảo vật miễn phí thì chúng ta sẽ có cái khiên bất tử này. Nhiều người sẽ sử dụng dành cho Luala hơn, bởi vì nhiều lúc mà
sợ bị đánh trả một cách liên tục hay là những cái sát thương đến từ ném đá bây giờ nhiều lúc nguy hiểm lắm, bạn có thể dự khiến bất tử, tăng máu gốc và kèm theo là có khả năng hồi máu nữa. Đấy là một món bạn có thể sử dụng dành cho Luala. Ngày trước mình sử dụng món gì nhỉ? Ngày trước mình sử dụng cái món vòng cổ bí ẩn để tăng cường thêm sát thương, nhưng mà dần dần về sau thì chuyển sang hướng khác. Còn nó cũng sẽ có một cái bảo vật vàng phù hợp dành cho nó, đó là sáu mặt trời. Với sáu mặt trời này, sáu mặt trăng. Sáu mặt trăng này thì chủ yếu là bây giờ bạn đang sử dụng team ma hay không. Lúc này mình không, như bạn thấy là vừa rồi đội hình mình không có ma, vậy nên là khi mà nó hồi sinh thì nó cũng sẽ không hồi máu, tăng thêm máu gốc dành cho đồng đội ma đó. Và kèm theo nữa, bản tính ca của mặt trăng nó giúp cho đồng đội hệ ma có đặt hiệu ứng ghi chú mặt trăng ấy. Bây giờ nó cũng chỉ có mỗi mình nó thôi, nhiều cái nó không có quá nhiều hiệu quả, thế nên là mình đang tạm sử dụng cái món khác. Sắp tới thì nâng lại team ma thì mình lại sử dụng sáu mặt trăng sau. Còn chúng ta sẽ có ba cái chuông, chuông nhanh cũng được, bạn muốn tăng cường theo tấn công. Chuông cứng cáp cũng có thể xài được để giúp cho Luala có thể là máu gốc được tăng thêm, giảm thương nó cũng sẽ nhiều thêm. Ngoài ra nữa chúng ta cũng sẽ có chuông chó buộc, đều sử dụng tốt dành cho Luala cả. Ba cái chuông này thì mình ưu tiên chuông cứng cáp với cả chuông chó buộc nhiều hơn dành cho Luala. Cái này thì có gây hiệu ứng khống chế này, và kèm theo lúc nào cũng sẽ được tăng thêm 8% song công với 20% song thủ rồi. Bởi vì hiệu ứng bất lợi bây giờ cực kỳ là nhiều ấy, không thể nào giải hết được. Và cứ nhìn thấy địch nào mà có hiệu ứng bất lợi khống chế thì Pokemon đó sẽ được tăng cường thêm. Đây là một món bảo vật dành cho những khống chế và tốc độ. Còn bảo vật tím, tôi ưu tiên các bạn có thể sử dụng quả táo sót lại, còn không thì chúng ta cũng sẽ có khăn lụa này. Còn bảo vật vàng thì nếu bảo bạn nạp mới có thì cũng có một món cũng ổn ổn, đó là vòng tay năng lượng này. Nhưng mà mình sẽ ưu tiên món nào mà cộng về máu với cả về công nhiều hơn. Hồi đó mình còn sử dụng món này cơ, nhưng mà thôi, Vương Miện Senin cũng có thể sử dụng được. Nói chung là Luala này sát thương gây ra dựa theo ánh trăng của nó giật nhiều là chính ấy, thì bạn hoàn toàn có thể dùng cái món đồ nào tăng thêm máu gốc để ánh trăng của nó giật nó cũng sẽ đau hơn. Ở trong đấu trường server của mình đây, mình đã bị xuống hạng 6 với cái tội đó là cứ reset lại một số Pokemon và sử dụng cái đội hình mà đó là ác. Sử dụng cái đội hình mà kẹp thêm con Sona Leo vào, mặc dù là nó cũng dở dở ưng ưng, nó không phải hợp với cả cái team này lắm. Lúc này thì mình sẽ sử dụng mỗi đội hình kiểu như thế này. Đa số bây giờ toàn tiến đất đá thuần hết rồi, mỗi mình thôi là vẫn đang chơi cái team thử nghiệm. Một người chơi 7.4 triệu đây, nhưng mà chưa lên Shiny Mega Tyranitar 11 sao, thế nên bị những người chơi này hạ này. Bây giờ mình sẽ đánh một người chơi mà kém mình 1 triệu lực chiến với cái đội hình như thế này. Lúc này thì mình sẽ thử với đội hình như thế này trước, Luala với Son Galeo 6.4 triệu. Mình không xài Diamond Gold mà sử dụng Sơn Nia xem. Trong này thì mình sử dụng bộ đôi tiết đất đá không có ấy rồi, không có bão cát rồi, thiếu mất con Diamond Gold rồi. Và đây như bạn thấy Son Galeo mình đã được ulti và nộ trước là nhờ cái sự kết hợp với cả Magena và kèm theo là cái hiệu ứng bảo vật vàng. Vòng tay khổng lồ, bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái kiểu này để có thể là làm cho cái team ma hiện nguyên hình sớm. Và ngoài ra nếu bạn mà còn đang trang bị thêm nữa là cái bảo vật lược của Sonia cũng có thể là giúp tàng hình được này. Với việc nộ sớm như thế này thì nó cũng sẽ làm kiểu dạng như là con Son Galeo nó trâu hơn và địch cũng sẽ bị dính hiệu khống chế là khiêu khích, thì lúc này không để ulti được thì phải xông vào để đánh thôi. Luala lúc này đây cũng đang một đòn tấn công 2.9 triệu này. Son Galeo thì nó cũng sẽ bổ trợ dành cho hệ thép với hệ siêu nhân bạn có thêm một cái giáp mặt trời nữa, lúc này đang bổ trợ dành cho Magena. Rất tiếc bây giờ đã có được thêm cái hiệu ứng này rồi, nhưng mà đánh trả Son Galeo bây giờ nó không được quá mạnh, mặc dù mình nuôi lên là cũng mạnh hơn một số Pokemon bên kia rồi. Tại vì bây giờ quá là nhiều tường đá luôn. Ít ra Son Galeo cũng sẽ có được một lần ở trong một trận là một lần ở trong một lượt là bạn có thể miễn nhiễm được một hiệu ứng khống chế. Bởi vì nó khi dính khống chế là nó sẽ tạo ra hiệu ứng giáp mặt trời luôn.
và kèm theo là giải khống chế đó. Bây giờ thì đã chính thức hết mất cái hiệu ứng mặt trời lên rồi, và Song Leo cũng bắt đầu đầy nộ rồi. Nói chung là Magena đi cùng bổ trợ dành cho Song Leo cũng khá là tốt. Và lúc này bên mình được tàng hình bởi vì Sonya vừa ra được đòn skill tàng hình này và kèm theo làm cho Magena tàng hình. Lúc đó thì Lua cũng đang tàng hình, ba Pokemon tàng hình thôi là bên mình đã bắt đầu kích hoạt hiệu ứng lược của Sonya rồi. Tiếc là bây giờ bên mình nó đang chưa có cái hiệu ứng gì nhỉ, bão cát của Shiny Mega Tyranitar thôi, tại vì là mình đang không chơi theo hướng đó tiết đá này. Tàng hình của Sunia này, hướng bất lợi rất là hay, nhưng bên mình bây giờ cũng không có đam. Hồi trước mình lấy đam là đến từ Masadao, nhưng mà Luala với cả Songela bên mình thì không có quá nhiều đam để đánh sát thương bên kia. Vừa rồi một đòn giật ánh trăng cũng mất cực kỳ là nhiều máu này, một đòn chém 13 triệu này. Phát này thì toàn dựa vào Mega TNC rồi, thắng được không? Chắc thắng đấy, chuyển sang trận khác thôi. Leo lên được một hạng, đánh người chơi khác mạnh thôi. Tiếp theo đấu với một người cũng ngang cơ hơn. Tại sao ngang cơ? Bởi vì mình đang sử dụng Senior, không sử dụng cái team tiến đất đá thuần nữa. Không chơi team kích hoạt bão cát, bây giờ sử dụng bộ đôi Luala Song Leo đi cùng nhau để bổ trợ lẫn nhau này. Bạn nào ở server mới thì cũng ổn ổn khi bạn sử dụng. Và như các bạn thấy đó là Songaleo bên mình được nuôi mạnh trong team, là chỉ cần như thế thôi là bắt đầu bên kia sẽ bị dính hiệu ứng đó là khiêu khích để địch cứ bây giờ phải xông vào đánh con Songaleo này. Hên là con Shiny Mega Tyranitar thì nó đang có cái tường đá, thế nên là nó cũng chặn được. Và những con đòn đánh trả như vậy cũng đã làm mất đi cái tường bên kia rồi. Songaleo đánh trả đau phết đấy. Tiếc là có thêm bảo vật vàng của nó, không được, thế thì không nộ được. Thì đấy chính là một cái cách mình chơi về Songaleo từ hồi trước, là sử dụng bảo vật vàng đó với cả Magena hỗ trợ để giúp cho Songaleo ulti được sớm, tạo ra những khiêu khích và kèm theo hướng mặt trời mọc như vậy lúc nó trâu hơn. Ngoài ra nữa là Luala nó cũng sẽ bổ trợ thêm cái giảm thương dành cho Songaleo này, những cái buff khác. Có lẽ là một mình kết hợp Songaleo ở trong team thì không tốt, nhưng mà thêm Luala nữa thì hai con bổ trợ lẫn nhau cũng sẽ ổn hơn. Bây giờ chỉ chờ con Sonia nó ra được hiệu ứng skill 2 tàng hình chẳng hạn này, thì bên mình cũng sẽ được tàng hình. Mà đáng ra là nên cho nó lên hàng trước ấy, thì tỷ lệ tàng hình nó cũng sẽ cao hơn. Một đòn chém 13 triệu này. Quỳnh đã bị ngăn cách. Còn sau đó đánh trả có 22.000 thôi, bởi vì cái tường đá bên kia nó quá là chắc luôn đấy. Và kèm theo nữa là cái bẫy trọng lực của mình không được kích hoạt luôn. Ôi trời, rất là xui. Đó, Songaleo đã bị không chế rồi. Trận này thì đấu với cả một người chơi được nuôi mạnh hơn, khác biệt hơn rất là nhiều. Tường vừa bị phá phát là Mega TNC chém luôn. Ui. Trận này tỷ lệ dễ thua lắm. Vẫn còn cái núi đá này và đã ulti được 5.2 triệu. Songaleo một con phòng thủ nhưng mà đam của nó cũng nhiều lúc tốt phết, và nó đang được hiệu ứng sở hữu bởi vì nó đang là một con nuôi mạnh nhất ở trong team của mình. Mất không máu này, vướng mất cái tường kim cương nhỏ. Tiếc Mega TNC lại tạo ra được cái tường rồi, và lại một quả chém kiếm nữa. Luala của mình đã gần tử rồi. Rất tiếc, một đòn chém mạnh quá vỡ tường. Và cuối cùng là Luala lẫn cả Magena đều tử trận này. Và vừa rồi một quả ném, quả cầu lửa mất 4 triệu vào Mega TNC cũng chết. Và phản đam vừa rồi lại chết. Bây giờ ném đá chết. Và kết quả là trận này thua. Ok, và các bạn có thể chọn cho mình một trong hai S cộng đợt này, Songaleo với Luala, nếu bạn mà chưa có ở trong cái trong server mới chưa có S cộng xịn này. Thì với Luala mình đánh giá cao hơn so với cả Songaleo nếu mà đi cùng để bổ trợ dành cho team với cả hiệu ứng bất lợi.
Còn đâu nếu mà muốn nuôi bây giờ thì Luala đang sử dụng tốt sẵn 4 sao rồi. Còn Song Eleo thì phải tầm từ 8 đổ lên. Về sau vẫn phần 11 mới tối ưu. Luala chỉ cần 8 đi cùng với Team Ma là ổn rồi. Bạn nâng lên 11 sao thì sát thương gây ra nó sẽ cao hơn thôi. Đợt này S cộng Luala với Song Eleo nó sẽ nằm trong phần duyên của S cộng kế tiếp. Đấu giá tháng 4 này, đó chính là Necroma. Và mình cũng chuẩn bị dần về series S cộng mới Necroma.